Còn bây giờ em tìm xem là cái vòng xanh lá, vòng xanh lá, vòng đen này nó là tông của con nào nhá. Em tìm ra phả xem là nó là đây, nó cũng ăn lúa tốt rồi. Cũng ăn lúa tốt rồi đấy chứ không phải không đâu. Diều sao sạo luôn. Đen và xanh lá. Xem nó là tông của con nào. À, đen và xanh lá. Đen. Đen và xanh lá đây rồi. Đen và xanh lá là 180. 180 đôi zin. 180 đôi bố mẹ ai. Đôi này thì hay. Đen và xanh lá nhá. Như vậy là đôi 180 này là đàn em nó cũng đã lở. Và con của nó, con bố con mẹ của nó đang ấp ở đây. Đấy, đang nuôi con. Đấy. Đấy. Bộ rất là to, âm rất là tốt luôn. Đây 180. Đó. Thế thì đen và xanh lá này cũng có thể bán được rồi. Trông thế thôi nhưng mà lúa rất nhiều ở diều. Em sẽ tìm lốt một con nữa. Tìm lốt một con nữa của đôi của nó ở trong cái đống này. Khó tìm phết đấy. Nhưng mà trong trước khi tìm thì em sẽ tìm tra ra phả tiếp của con này xem là nó là dòng nào. Con này thì nó lon hơn. Con này là vàng và tím mà. Vàng tím mà. Vàng tím thì không biết nó là nào. Thực sự ngay lúc này đây em không thể nhớ được. Vàng liên quan đến màu vàng. Vàng tím. Vàng tím. Vàng đâu rồi? Vàng tím à? Vàng gì đây? Vàng này à? Ai là đâu nhỉ? Sao chả thấy đâu? Vàng và tím. Vàng và tím thì là đây rồi. Em nhìn thấy rồi. Em nhìn thấy rồi. Vàng và tím đây. Đây 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 đây. Lẻ 72. Ấy rồi, con này thì khủng rồi. Con này thì siêu khủng rồi. Con này tông lẻ 72 nhưng con này chưa rõ trống mái nhá. Con này để theo dõi thêm bởi vì con này nó còn nhỏ quá. Đông đuôi này ngắn trũn này. Cái 72 này là âm đồng rất là xịn sò luôn nhá. Vừa rồi em mới ghép được cái tông 72 với tông 25. Là nó còn hay hơn cả cái dòng tông tông 105 ấy. Đấy. Rồi. Lẻ 72 vàng tím lẻ 72. Như vậy là 72 này em sẽ theo dõi thêm. Còn bây giờ em sẽ tạm dừng video để em tìm lốt cái con đen xanh kia là con nào để quay hai con cho các bác luôn. Còn vàng với tím là tạm dừng đây. Đây, may quá. Em lấy cây này này. Em cứ gạt nó ra là em sẽ tìm được cái con chân của nó. Thì đây là một đôi zin. Đấy. Zin luôn nhá. Đây hai con này. Hai con. Đấy. Đen. Xanh. Xanh đen. Ăn lúa tốt rồi. Tóm lại bọn này theo tay người. Nói luôn là anh em là em thấy lúa ăn rất tốt. Đấy. Đây. Anh em nhìn thì biết con nào con đực, con nào con cái rồi. Đây con này con đực này. Con này con đực này. Con này con cái này. Anh em nhìn nhá. Con đực này. Là đầu. Đầu là đầu to, mỏ dài. Đấy. Mà đúng là con đực là nó cũng phát triển sớm hơn một chút thật. Đây, em mái đây. Em mái đây. Đấy. Hai con này thì là bón rất là thuần. Rung cánh luôn. À, em vừa báo là con xanh lá mi đen này là tông bao nhiêu nhỉ? Quên mất rồi. Để em lại tra lại xem nào. Đấy. Để tra lại cho anh em để xem là nó thuộc về tông của nó là tông nào. Chứ bây giờ mình không nhớ rồi. Đấy. Đây. Đây. Chim rất là thuần luôn. Đôi zin. Ăn lúa rồi nhá, diều xào xạo rồi. Đó. Dòng này nó vẫn chưa hết cái lông sữa đâu, nên là nó còn ấy lắm, nó còn như kiểu nó trông nó còn chưa đẹp. Nhưng mà không sao. Bởi vì mình nói thật là mình có nào mình bán thế thôi. Nó nuôi được, cấy được, trồng được. Đâu rồi? Ở đây chưa. Cầm cái que này nghe có vẻ là chim nó kiểu nó sợ nào. Chim nó chúc là rất sợ cầm que anh em nhá. Kiểu như nó giống con rắn nào. Đấy. Xanh và đen. Thế em lại phải ra em nhìn lại. Tại vì đấy, tiêm 5 mũi Covid là xong. Nhiều khi nó cứ kiểu như là trí nhớ nó giảm.
Đấy, đây. Xanh và đen, đây là đôi zin nhỉ? Đôi zin xanh và đen. À 180. Trời ơi, đây rồi ông Mạnh ơi. Đây. Đấy, 180. Em quay cả bố mẹ rồi đấy, các bác xem đi. Bố mẹ đó thì thôi rồi luôn nhá. Bố mẹ con mẹ thì đang con mẹ đang nằm ngủ nuôi con bố ở trên. Đấy, dòng phấn hồng. Đây, vỏ trứng đã rơi xuống sàn. Đấy. Nó thực tế bây giờ vạch bụng lên là đang u con ở dưới. Thế như vậy là lứa này của nó là lứa này của nó là lứa anh, còn lứa em thì mới lở. Thế như vậy là đôi này em có thể bán được rồi. Nói chung là anh em nào mà kỹ cẩn thận quá mà cảm thấy không tự tin thì có thể là dặn em là nuôi lại khoảng 4 5 hôm nữa, 7 hôm nữa cũng được. Còn thực tế theo kinh nghiệm của em thì nó mùa này thì nó cũng rét, đâm ra là anh em nào mà có kinh nghiệm thì không sao. Anh em nào thiếu kinh nghiệm thì lùi lại vài hôm nữa cũng không sao. Đấy nó ăn đây này. Anh em nhìn đây này. Đấy. Nó ăn hết đấy mà. Đấy. Đấy ăn đây này. Đấy, nó nhảy xuống ăn này. Quay cho ăn để cho anh em nhìn. Đấy, đây là mình thò tay vào là chim nó không chạy nhá. Chim thò tay vào thoải mái. Đấy. Nó ăn. Đấy, đôi. Quay cho anh em thì anh em nhìn anh em thấy là nó ăn bằng toàn thật. Chứ không phải là cái đôi 180 này rất là ok luôn nhá. Bộ rất là to luôn. Đấy, chim là búng cánh theo tay người. Đấy. Búng cánh theo tay người, vuốt ve thoải mái. Chim nó không 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 nghĩa là nó không sợ người anh em nhá. Đấy. Đấy nhặt ăn đấy. Đấy. Đấy, thấy chưa? Anh em thấy chưa? Nhặt rất là gọn luôn. Đấy, nhặt rất là gọn luôn. Đấy. Một đôi này thì em cam kết cho các bác là có trống có mái nhá. Đấy. Đấy, 180. Đấy. Đôi này thì nó đúng ra là đồng nhưng mà nó bám đồng khoảng 60% thôi. Nó không được đồng nhiều như cái dòng 14 và 15. Chính vì vậy em bán cả đôi này cho anh em cũng chỉ có gọi là 800k. Đấy là chia lại cho anh em để anh em cũng là nuôi để nghe cũng thưởng thức. Đấy. Đấy, dòng này là âm bám nhá, bám khoảng rất là ok. Đấy. Quay như này anh em biết là cũng có thể là yên tâm rồi, chứ không phải là em nói bảo nó ăn được rồi mà thế nọ thế kia cả. Đấy. Tuy nhiên là trong video này em vẫn khuyến khích là anh em nào hiểu ra đã từng nuôi thì không sao, vẫn bắt được luôn, gửi luôn nếu cần thiết. Còn nếu anh em nào mà chưa thực sự tự tin thì thôi cứ chốt rồi em nuôi lại khoảng tầm mấy hôm, nó bao giờ nó cảm thấy thực sự là cứng cáp thì em sẽ gửi cho anh em. Tất nhiên là anh em đã chốt thì anh em phải đặt tiền rồi. Đấy, đấy em quay cho anh em để anh em thấy được cái sự nghiêm túc của em trong vấn đề kinh doanh với cái kênh chim cú váy này lâu dài như thế nào. Đấy. Thì đây là những cái khoảnh khắc mà em đưa tay vào, em chơi với nó. Đấy. Em chơi với nó, nó búng cánh. Nó búng cánh theo tay người luôn. Rất là thuần bởi vì cái công em bón rất là kỹ. Bón nó thuần thế này sau con chim là vô tình các bác nuôi mà quên không đóng cửa lồng là nó vẫn về với các bác. Chứ nhiều khi là các bác mua chim ở những cái chỗ người ta nó kiểu nó nhát ấy. Thôi thì nó cũng gọi là một đi không trở lại. Đấy là theo cái kinh nghiệm của em là như vậy. Đấy. Gọi là chim khôn, chim chim khôn, chim chim đấy, chim khôn thì chim đậu cao hơn đầu. Đấy. Đấy. Chim đậu chỗ nào phải cao chưa hơn đầu thì người ta mới không vồ, không bắt được. Đấy. Đấy, nhưng mà anh quên đóng cửa thì nó chào anh luôn, ngẩn ngơ anh thấy buồn buồn và anh gọi thao chim cu gáy thì có còn hay không. Thì thao chim cu gáy liền đáp lại rằng bác mà muốn nữa thì gọi thằng em đây. Đấy. Nhưng mà em đây thì em bón tận tay, chim quên cửa lồng vẫn bay về nhà. Đấy, nôm na là em cũng ngẫu hứng nói mấy câu vần vần thôi chứ không phải thơ ca gì cả, nhưng ý em nói ở đây là như vậy.
con chim mà mình cứ chơi như thế này. Các bác về, các bác nhận về, các bác cứ chơi như này thoải mái nhá. Tất nhiên là các bác mới về thì các bác cũng lên cho nó vào một cái không gian mình kiểm soát được, xong mình chơi nó quen đi nhá. Hoặc là các bác tỉa bớt một ít cái cánh một bên đi, nếu mà vô tình mà nó giật mình. Ví dụ các bác đang chơi mà có con chó con mèo nó chạy qua, nó giật mình, nó bay lên mái nhà, nó bay sang hàng xóm, thì lúc đấy bác bảo là chú Thao bảo thuần nhưng tại sao nó chả thuần. Thì các bác về về như vậy. Như nhà em thì đây nó như kiểu là nó đã thuần thế này rồi, hai nữa là nó quen em rồi, hai nữa là ba là trong trường hợp nếu nó giật mình nó bay thì nó chỉ quanh quanh cái nhà này thôi. Đấy thì em vẫn kiểm soát được. Còn em đã giao cho các bác rồi thì các bác phải kiểm soát, chứ em không chịu trách nhiệm về cái việc là thuần mà nó vẫn bay mất hay thế nào cả. Bởi vì là thực tế là nó thuần là em chứng minh bằng cái hình ảnh như thế này. Nó thuần như thế. Chứ nếu như mà nó không thuần thì làm sao mà nó đứng im cho em quay em chơi với nó từ bấy giờ anh em. Đấy. Đấy. Đấy, đấy. Đấy, nó không đứng im gì đấy. Cũng hai con nhưng con này sẽ thuần hơn. Còn ông này thì nghe có vẻ cũng bắt đầu ăn tốt hơn rồi, thậm ra là nghe cũng ấy thôi. Cũng nghe có vẻ cũng không ấy nữa. Đấy, nhưng mà hai con này về cơ bản là em bón rất là lụ, rất là thuần. Đấy. Em búng cánh này thì thuần hơn này. Thuần hơn, thuần tuyệt đối luôn. Đấy. Nó vẫn lao vào tay mình là rất là thuần. Còn em này thì có vẻ như là tay đưa vào thì nó không bay, thế nhưng mà có vẻ như là nó ăn ấy hơn, nó tự ăn tốt hơn. Đây các bác này nhìn lúa đây, lúa ăn lúa cạnh diều luôn đấy. Chim mà em nuôi từ nhỏ em cứ để nó đứng sàn này, đứng ra móng của nó rất là thẳng anh em ạ, móng rất là thẳng luôn. Nếu mà anh em lúc bé hình thành cái móng chân này, anh em để cái cầu bậu, những cái chuồng trại nó không đảm bảo là nó hỏng hết móng, lệch móng. Thế nhưng mà anh em để như này là nó bám này, nó bám. Đấy. Đấy là một cái điều em khẳng định với các bác là móng rất là thẳng luôn. Không khòm khèo, không cong queo. Đó. Ok, tâm sự một chút như vậy thôi thì chốt lại là em vẫn đăng và quảng cáo và bán hàng trên kênh Chim Cu Cày Hay. Và mã hôm nay trong ngày buổi tối ngày 26 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Thì có nghĩa hôm nay là 16 âm lịch đấy. Là em Thao cũng giới thiệu với các bác là đôi jean nhá, đôi jean đeo vòng xanh và vòng đen, tông của dòng 180, bám đồng khoảng 6-70% đấy. Thì em để chia lại cho anh em đôi này nhá. Chia lại cho anh em đôi này là 800k chưa có cước vận chuyển nhá các bác nhá. Đấy. Các bác nói rõ luôn là vận chuyển là chưa gì cả. Đấy. Anh em nào ở gần thì 50, anh em nào xa hơn chút thì 100. Cái việc đó là chuyện đương nhiên. Rồi, ok. Như vậy là độ thuần nó như thế này thì các bác cũng yên tâm rồi. Hai nữa là em này thì hoàn toàn là đã tự mổ lúa rồi. Thế nên em nghĩ là gần như là hoàn toàn là bắt được, không có vấn đề gì rủi ro nha anh em nhé. Đấy, còn tuy nhiên nếu anh em nào cảm thấy không tự tin thì gửi em một vài ngày thì em cũng không quan trọng. Bởi vì em đã từng nuôi mấy cái bu chim như này thì các bác biết là em có ngại gì nuôi thêm một hai con nữa đâu. Đấy. Thì cứ đẻ ra bao nhiêu ấp nở rồi bón thuần ra đến đâu thì có nào thì quay bán đến đấy. Đôi thì bán là đôi, lẻ thì bán là lẻ. Lẻ rõ được thì bán được mà bảo hành. Còn nếu mà không rõ thì thôi, để lại để mình gọi là mình ghép. Tại vì mình nuôi sinh sản thì mình cần rất nhiều chim mái thuần. Em xin kết thúc kiến chào và hẹn gặp lại các bác ở cái clip sau.